viên sủi vitamin c giúp bổ sung vitamin c cho cơ thể để tăng cường sức đề kháng và là một loại nước giải khát cực kỳ thích trong mùa hè hãy cùng tìm hiểu viên sủi vitamin c có tác dụng gì hay viên sủi vitamin c loại nào tốt tại video này nhé viên sủi vitamin c có tác dụng gì mẹ hoàn toàn có thể bổ sung vitamin c cho bé qua các thực phẩm hàng ngày tuy nhiên trong một số trường hợp thì mẹ nên bổ sung vitamin vitamin c phòng ngừa thiếu hụt bởi vitamin có tác dụng hỗ trợ tăng cường sản sinh ra năng lượng và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể giúp phòng được các bệnh như cảm cúm nhiễm khuẩn ngoài ra tác dụng của viên sủi vitamin c còn có như giúp trung hòa và đào thải các độc tố trong cơ thể ra bên ngoài vitamin c còn hỗ trợ tổng hợp các chất vận chuyển trung gian của hệ thần kinh nhờ đó giúp tăng hấp thu canxi và sắt cho cơ thể vitamin c còn được biết đến là chất xúc tác các hệ thống enzym do đó nó tăng cường vận chuyển các chất dinh dưỡng vitamin c có tác dụng chống oxy hóa nó còn có thể tăng cường tổng hợp collagen và protein từ đó giúp da luôn được tươi trẻ và mịn màng hơn một công dụng nữa của vitamin c mà ít người biết đến là nó có thể giúp bảo vệ mạch máu luôn được khỏe mạnh mặc dù vitamin c có nhiều tác dụng tốt với cơ thể tuy nhiên cơ thể mỗi người lại không thể sản sinh ra được vitamin c do đó khi có sự thiếu hụt với vitamin c trong thời gian dài có thể dẫn đến hậu quả như nhanh lão hóa chảy máu chân răng sốt phát ban và khả năng hồi phục vết thương chậm rất khó đông được máu hướng dẫn uống viên sủi vitamin c đúng cách viên sủi vitamin c mang lại nhiều tác dụng có lợi với sức khỏe của chúng ta Tuy nhiên không phải ai cũng thể biết được cách sử dụng nó hay không phải ai cũng có thể uống nó bừa bãi được. Uống viên sủi vitamin C đúng cách mới mang lại được những hiệu quả tốt và tích cực được. Không nên uống viên sủi vitamin C nhiều lần trong ngày. Trong một viên sủi vitamin C có chứa khoảng 60 đến 75 mg vitamin C, ngoài bổ sung vitamin C cho cơ thể nó còn bổ sung các chất khác nữa do đó nếu uống viên sủi vitamin C nhiều lần trong ngày sẽ vượt quá nhu cầu vitamin C của cơ thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. đặc biệt cần thận trọng với những bệnh nhân bị sỏi thận. nếu dùng quá một gram vitamin C một ngày sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả của các xét nghiệm cận lâm sàng. theo chuyên gia khuyến cáo lượng vitamin C cần được bổ sung hàng ngày ở cả nam và nữ là khoảng 60 mg một ngày. đối với những người hút thuốc lá chỉ nên bổ sung 35 mg trong một ngày. Với trẻ nhỏ và phụ nữ có thai nhu cầu vitamin C có thể cao hơn và cần được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ để mang lại hiệu quả cao. Thời điểm uống vitamin C tốt nhất là ban ngày không nên uống vào buổi tối. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng uống vitamin C vào buổi tối có thể gây nên triệu chứng mất ngủ bởi chúng có tác dụng kích thích thần kinh nhẹ. Do đó tốt nhất khi uống viên sủi vitamin C nên uống vào ban ngày trước 16 giờ và nên dùng chúng sau khi ăn. Bởi khi uống vitamin C lúc đói có thể làm tăng axit dạ dày gây chua sót và kích thích dạ dày. Bảo quản viên sủi vitamin C đúng cách. Các viên sủi vitamin C có đặc tính hút nước rất là mạnh. Do đó cần bảo quản viên sủi vitamin C trong hộp kín và dưới 25 độ C, tránh cho ánh sáng trực tiếp chiếu vào hay ở những nơi ẩm thấp. Chống chỉ định với viên sủi vitamin C những người bị tăng huyết là đối tượng được bác sĩ khuyên cáo tuyệt đối không được sử dụng viên sủi vitamin C trong mọi trường hợp. Do viên sủi vitamin C có chứa một lượng lớn natri và các muối bên trong đó. Những người bị bệnh thận cũng là đối tượng được bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng viên sủi vitamin C như người tăng huyết áp vậy. Bởi những người thận cũng cần kiêng muối cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe tốt. Viên sủi vitamin C loại nào tốt? Viên sủi vitamin C có mặt tại tất cả các nhà thuốc với các nhãn mác khác nhau. Vậy biết lựa chọn loại viên sủi vitamin C loại nào tốt cho sức khỏe của cơ thể? Để giải đáp câu hỏi này, tôi sẽ giúp bạn lựa chọn ra hai loại viên sủi vitamin C tốt nhất được mọi người tin dùng đó là Viên sủi vitamin C loại Plasis Magesium Đây là viên sủi vitamin C nhưng có tác dụng giúp lợi mật chống mệt mỏi và được sử dụng cho những người lao động mệt mỏi. Nó giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt loại viên sủi vitamin C này có thể dùng cho người tiểu đường, Viên UPSAC Calcium. Đây là viên sủi vitamin C dùng cho những trường hợp bị chảy máu, chống nhiễm trùng cho tăng sức đề kháng và bảo vệ mạch máu. Ngoài ra nó còn dùng để trị chứng còi xương, chậm lớn ở trẻ và thường được phối hợp với các loại thuốc khác để trị liệu cùng. Đây là loại vitamin C dùng để điều trị trong trường hợp trẻ bị thiếu vitamin C vì hàm lượng của nó lên đến 1000 mg vitamin C trong một viên sủi. Vì vậy dùng loại viên sủi này phải có chỉ định của bác sĩ, mẹ không được tự ý sử dụng. Làm sao để trẻ hấp thu được nhiều vitamin C từ thực phẩm hơn? Câu trả lời là hãy trang bị cho con một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Mẹ nên cho bé sử dụng các sản phẩm bổ sung enzyme và lợi khuẩn tiêu hóa để tăng cường hấp thu vitamin C. Cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold sẽ giúp mẹ giải quyết nỗi lo lắng này. Với hàng tỷ lợi khuẩn và các enzyme tiêu hóa thiết yếu, sản phẩm sẽ trở thành cánh tay đắc lực giúp con tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn từ đó lấy được nhiều vitamin C trong thực phẩm hơn. Amano Enzyme Gold là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất trên công nghệ Nhật Bản nên mẹ có thể yên tâm về chất lượng và độ an toàn nhé. Chỉ sau một tuần sử dụng, mẹ sẽ nhận thấy những thay đổi rõ rệt ở sức khỏe của trẻ nói chung và sức khỏe tiêu hóa nói riêng. Tóm lại, bổ sung vitamin C là cách làm tốt để bảo vệ trẻ khỏi những tác nhân có hại ngoài môi trường. Tuy nhiên, cha mẹ không nên vội vàng mà hãy cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng cho con nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.